Máy mới. Đấy, máy kia bị hư á. Cái đồ chơi là do chú Abu. Được rồi, thoải mái được rồi. Cái chú Abu Pena từ Thái Lan á. Tài trợ cho. Dạ, cảm ơn chú Thibet Ina. Chú Abu Pena. Abu Pena. Từ Thái Lan. Cảm ơn chú Abu Pena. Nói cũng cảm ơn nhiều, thank you nhiều. Để nhiều người cũng giờ cũng nhắc về Sari á, nói Sari cưng cưng á, giống muốn. Đây cảm ơn đi con. Con cảm ơn. Được. Không, mà hôm qua Sari được đi ăn tiệc à? Đó, đi ăn tiệc với ba má nó. Rồi tối bo bo thì không được đi à? Bo thì không có, bên đó không có quen. Ở bên má nhỏ này. Ở bên bà ngoại nó. Bo thì ở đây bà nội dắt cái bo ra đi chùa hoặc đi tới chỗ này trước khi ăn gì đó. Cho bo ăn vậy đó. Ok. Bà nội cũng mua cho bo quần áo mới hôm rày mấy bộ nè, bo đang mặc. Hình như hôm nay thấy mang màu mới. 4-5 bộ đồ mới với là đôi dép mới. Giờ cũng tốt rồi. Chứ giờ còn cháu rồi, lo cho cháu làm sao giờ chứ còn. Cái lo. Cái lo nè, lo Apple Pen tài trợ. Cái lo Sony. Với là một. Với là một trứng. Với lại một trứng. Ok, với thì cái tiền còn lại Abu Pena gửi chú gửi luôn á. Tại như là gửi 2,7 trừ cái lo 1 triệu với cái đoạn á là còn 1 triệu mấy? Triệu 7. Triệu 7. 2,7 cái lo nhiêu? Cái lo 1 triệu với đồ chơi 200 với cái mic 100 rồi 300 là 1 triệu, còn 1,4 triệu á. Nha, chú gửi với mấy chú kia cũng gửi một số tiền á, thì chú gửi cái phần Abu Pena chứ này. Okay guys, sorry Abu Pena, he said not to give cash, but unfortunately you know the toys we didn't go on the shopping spree, so we bought with half of the money and then the other half I'm just going to give them in cash. Là 1,4 triệu từ Abu Pena. Con cảm ơn, thank you Abu Pena. Với Carissa Montarin. Thank you Carissa. Carissa. Từ Thái Lan. Yeah. Steven Peterson cũng gửi một số tiền á. Steven Peterson gửi. So Steven Peterson sent me 8.85 million to split between Nhi, gửi cho Nhi với bo. Thì phần bo là 4,4 triệu. 1,2,3, 3.5. 4. So, thì 4,4 triệu từ Steven Peterson đấy. Cảm ơn. So it's 4.4 million. Cảm ơn, thank you chú Steven Peterson. Thank you chú Peterson. Tại chú đó cũng muốn bo đi học á, mà không biết là bo nói không muốn đi học. Bo nói không muốn đi học nữa. Biết sao? Tại lên lớp cao quá, bo không có ai chỉ hết á. Okay. Bo học không nổi thì cũng được. Nó học tới lớp 5 rồi, chú Tùng thi xong lớp 5 rồi. Chứ đâu phải là học dở, chứ hồi đó bà nội đâu có học gì đâu, bà nội dở thêm một. Ok. Với Ross Gilmore, he sent me $80 to buy Sari a present, but you know we haven't yet, so I'll give half of the money that Ross sent to Sari. Wait, I'll just find out how much $80 is. And yeah, unfortunately, sorry guys, I didn't take them on the shopping spree. But, you know. So it's 1.4 million. Maybe I'll give Sari 400 of Ross's donation. So Ross cũng gửi 400 nghìn cho Sari, giống muốn mua quà nhưng mà gửi tiền mặt không, cũng gửi cho Sari. Cảm ơn. Nói đi con, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi. Thì ok. Thì là mấy nay là bà nội đang bệnh nè. Bà ngỡ. Nó mệt mấy nay bệnh. Cũng vất vả. Dạ, cũng có uống thuốc với là chích thuốc.
Bà nội cũng có vô nước biển nhiều lắm rồi đó, chứ không thôi mà bà nội cũng đuối sức rồi. Nội vô nước biển cũng mười mấy chai rồi đó. Thế cũng cảm ơn mấy chú cũng có cái đồng ngân đó xây sở rồi. Bệnh quản có vô chứ không thôi cũng đâu bán đâu có kiếm tiền nhiều đâu chú Tùng. Đây là cái máy riêng của con. Kiếm có 100 mấy 200 à. Mà bo thì bo đó, nghỉ thì bo không chịu nghỉ, lấy ít thì bo lấy để đi vòng vòng chơi, nó ở nhà buồn lắm. Thành ra nó phải đi. Đúng rồi. Thì cũng không muốn đi học. Thì cháu có cái trường gần ở đây bên chùa nè, tối người ta dạy đó. Mà bo cũng không chịu học nữa. Vô học có mấy bữa thôi nó không học nữa. Còn đó là chiếc xe đạp của bo. Mà sao không đi học mà tối hay học tối cũng có ít mà. Dạ thôi bo không học nữa đâu. Nó nói không có đầu óc học. Nó hay là do là mệt quá. Mệt nó không phải, nhức đầu quá nó suy nghĩ bài vở á. Toán đâu có ai dạy được đâu chú Tùng, có mình nó học tự nó học à. Tự nó học mà đâu có ai dạy, nhà chú nghĩ người nào cũng học dở lấy đâu dạy nó. Nó học tới lớp 5 cũng là hay lắm rồi đó. Chú Tùng ơi, hình như chú Tùng có nick Facebook đúng không chú Tùng? Ủa mà bo biết đọc chữ với biết. Biết làm toán biết tính luôn. Biết tính hay. Ví dụ đọc cái này được. Sở số kiến thiết ít nước lại nhà. Cũng hay này. Phát hành các loại vé, vé số truyền thống, vé số cào, vé số tự chọn, địa chỉ số 3 Nguyễn Ái Quốc. Cũng được. Nguyễn Ái Quốc là ai? Con. Phòng sổ số mà, chỗ sổ số mà. Nguyễn Ái Quốc là cái biệt danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà. Cái đó bà nội cũng không biết gành. Mà biết đọc vậy cũng hay rồi. Đâu có, nó biết tính tiền luôn đó chú. Lấy bao nhiêu vé nó biết tính đó. Có hay đọc sách không? Hay là đọc gì không? Hay là... Có, tối về đọc sách. Nó có sách toán kìa, nó lấy ra nó học, tự nó học. Sách toán đâu có vui đâu. Thường ta đọc gì để giải trí á? Không, nó coi chuyện có. Chuyện có. Có mấy cuốn chuyện ở chổng kìa. Hằng nào nó thích nó coi chú ơi. Mà nó không thích thì nó coi máy à. Nó coi máy để nó... Mà coi máy đọc mở ra nó coi mấy ca nhạc á. Nó phải hay gì nó hay. Mà có thích đọc sách không? Dạ không. Không. Mà chú Tùng ơi, chú Tùng cho con xem cái nick Facebook của chú Tùng được không? Phải có số điện thoại rồi mà. Có số là gọi được. Thì chú cũng ít lên Facebook á. Chú gọi bằng nghe điện thoại không mà chú đâu có lên Facebook. Chú không lên Facebook. Hay Facebook nó hút nhiều thời gian á. Nó ăn nhiều thời gian mà nó chẳng thấy Facebook có ít gì. Có nhiều người lượt hoài luôn á, mãi rồi. Cũng là hết thời gian. Nói chứ năm nay bà nội lớn tuổi rồi, đâu phải ít đâu chú Tùng. Năm nay bà nội 68 tuổi rồi. Mà bà nội còn cài với xe đạp, còn chở nó đi, chở luôn Cherry nữa. Chứ giờ này ba má đi làm mà đâu có nhà. Rồi 6 giờ ba nó mới về là coi như bà nội với con này mà đi bán mà chở nó theo luôn á. Nó không chịu nhà. Chứ là Cherry là miễn là có cha mẹ thì cũng có đỡ. Cha mẹ, có cha mẹ. Chứ bò thì không nó có. Nó có cha mẹ mà ở bên bên ngoại nó. Bên ngoại nó là cũng có tiền hơn bên ngoại của con này. Ngoại con này thì bỏ từ đó giờ rồi. Miệt mài nhìn điện thoại. Không, thế hệ nay là như vậy á. Điện thoại này bà nội nhín bà nội mua cho nó đó. Chứ phải ấy đâu bà nội, cái gì bà nội cũng mua cho nó mà nói nhiều khi. Mà bữa hỏi cần điện thoại mới không? Nói không. Thì nó biết tiết kiệm đó, có xài được rồi nó thôi, nó khỏi. Bà nội cũng vậy nó, chứ không phải mà thấy mà là thích hay là ham đâu, không có thích đâu. Rồi cái nào mình thấy tiết tiền giúp đỡ là cũng là cái tốt rồi đó. Bà nội cũng cảm ơn nhiều lắm á. Chú Siri thích Pikachu nhất à? Thích cái lắm đó. Thích Pikachu hay Doraemon? Doraemon này nữa nè, nó thích này nữa nè. Thích này hơn. Hai cái nó chơi cái đó đó với cái này nữa. Chơi đừng làm dơ nghe không? Thôi
Mà cha mẹ chắc cũng đâu có thời gian để nuôi Siri, là thường là trong ngày thường bà nội, là bà nội giữ không à? Giữ. Xong chỉ là cuối tuần họ cuối tuần đó một chứ tháng đó, cày á. Một tháng đó ba má nó nghỉ bù chỉ có ngày thôi. Mà nghỉ ba thì nghỉ má luôn, hai người nghỉ luôn chẳng đi chơi. Một tháng nghỉ mỗi người một ngày hai ngày gì đó. À? Làm gì dữ vậy? Làm mỗi không biết nữa, nghe nói là mỗi tháng là được nghỉ có người hai ngày ngày gì đó. Nửa tháng là ngày. Chứ hai cái tiền chi phí là mỗi người lo à? Chứ... Không ba, hồi trước á, thì nó ở đây nó cũng phụ bà nội một tháng 2 triệu à. Nhưng mà sau này á, thì bà nội nói thôi bây giờ để 2 triệu đó đóng điện đóng nước lo đi. Còn gạo thóc rồi người ta đi bán người ta cho bà nội đem về đồ ăn đem về hết à. Còn nó chỉ lo là nó mua đồ ăn vậy đó, mỗi ngày nó ăn thôi à. Rồi làm chung vậy đó, ăn với nhau mà bo với bà nội đi ăn hoài quen rồi. Thành ra có đôi khi đi hoài gặp người ta cho đó ăn luôn. Ta cho cơm cho đồ ăn ăn luôn. Rồi nhỏ này đi theo cũng coi. Rồi nhỏ này là cũng như là con hồi trước của nó. Bây giờ về đây hồi đó nó ở nó về đây chừng cũng bỏ tắt máy được. Để tắt để máy thì nó sùng cái chuyện con kỳ quá. Nó hay dính mấy cái đột quyền đúng đó. Rồi, kỳ. Cái nhạc nó dính vào nó. Cái mỗi cô bà nội giữ rồi coi chừng cho nó rồi 6 giờ mấy ba nó về cái là bà nội đi. Thì nó cũng đi theo bà nội luôn à, okay. Nó tại đi theo nhiều khi bà nội thấy này kia nội nội mua cho nó ăn đó. Nó cũng đều theo. Chứ hồi đó nó về đây nó mới có tuổi mấy à. Nó ở đây được 3 năm rồi chú Tùng. Ra bây giờ nó mến lắm à. Nó cũng đâu có biết bà nội nó là ai. Nó cứ nghĩ mình là bà nội đó thôi. Ủa thì trong mấy cái ngày mà lấy ít vé như vậy là làm gì? Chỉ ở nhà chơi? Ở nhà chơi, ở nhà nó chơi với nó coi máy à. Nhưng thôi á, nó lấy xa chuyện này ra, chuyện kia ra nó coi. Không thôi nó nghe nhạc á, à. Nó học nhạc. Mà bò thấy vậy khỏe hơn? Dạ, khỏe. Rồi đó, nó lấy cái đờn, lấy cái đờn ra nó sọt sọt. Mà nó, chú Tùng kêu nó nghỉ ra, nó không có nghỉ đâu à. Chú Tùng kêu nghỉ, nó thà lấy ít vé thôi, chứ nó không nghỉ, tại vì nó nói đi ngoài đường vui đi chơi ngoài đường vui. Ok. Chứ ngày nghỉ sao không đi vòng vòng chơi mà phải ở nhà? Không, ngày nghỉ rồi là bà nội dắt đi chùa. À, dắt đi chùa. À, đi chùa không à. Coi như Tết giờ là đi được 6 chỗ chùa rồi đó. Ok. Vậy đi mà tốt. Chứ thì... không cần mua gì thêm à? Không mua. Thì gì? Họ thích xem mấy cái nội dung như là mua gì á. Chứ cho tiền không thấy nó giờ mua nhàn gì? Quá giờ chú Tùng mua này rồi mua gì nữa. Bây giờ đâu biết mua gì nữa. À, đúng rồi. Gì? Dạ không cái gì hết. Ai mới nói gì? Con nói gì nói chú Tùng nghe. Tại vì con thấy xe đạp điện nhỏ nó mới ra. À, xe đạp điện nhỏ mới ra. Nó nói con biết chạy xe đạp điện nhỏ. À. Thích không? Hay là thích cái đó mà rồi đâu dám mà nó chạy có chạy ra ngoài được. Cái đó đi phải có bà nội kèm chứ đâu có đi mà phải xe là xảy ra tai nạn. Sợ lắm. Được khi đi xa nó đi xe đạp này mà bà nội còn sợ, còn nội còn không cho đi nữa. Đi ra nó lý lắc lắm. Mà bo thì thích đi á, biết bo thích đi mà bà nội nói chừng nào lớn đi. Lớn đi rồi đi. Chứ hồi đó bà nội cũng có chiếc xe đạp điện vậy. Rồi cái mất rồi. Xe đạp điện rồi đó đó, bà nội có chứ bộ. Đi nó không có nhức chân á chú Tùng à, mà có okay. Điện nó không có nhức chân à, ok. Thì khi kết thúc ở đây cũng được á. Dạ. Thì cũng dạ. Thì chúc chào mọi người. Rồi xong... chào tất cả. Cảm ơn nhiều lắm. Chào đi con, chào đi. Chào ta. Ghi nó mắc cỡ lắm. Ờ, thôi thôi thôi. Thôi thì kết thúc ở đây nha. Dạ, thì, cảm ơn. Có gì ai hệ thì chú nghe dạ, nữa. Dạ, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú Tùng nhiều lắm. Không có chú Tùng với chú Tùng mới giúp đỡ được. Không có chú Tùng. Chứ hôm nay là cha mẹ đi làm à? Đi rồi. 6 giờ rưỡi mới về. Cũng làm vất vả à? Dạ, 6 giờ rưỡi thì ba nó về chứ mẹ nó tới 9 giờ rưỡi lận. Trời, làm vất vả à? Tại vì sáng làm ở trong siêu thị mà chú. Mà siêu thị ở bên quận 7 á. Chứ cái tiền này có đỡ cho họ không hay là
What's going on, guys? No, I haven't uploaded for a couple of days. But I'm back. So you get your fix. Yes, I have missed you too. And yes, I do have non-matching gloves. I lost one. But yeah, I don't know if you recognize the street. We're on Bot Street. That's what it's officially known as, the Bot Street. And Abel Penner, he wanted me to take them out for a shopping spree. But again, gonna have to disappoint him. Man, I've been really letting down Abel Penner from Thailand, him and his wife. Because yesterday, I was planning to do it last night, yesterday evening, but Sari, it being the weekend, Sari, she has it a little bit better than Bot, that her parents, you know, she's still got her parents, so they seem to take her out every weekend, is what I've noticed. So anyway, that weekend they took her out. I mean, yesterday they took her out, so it was only Bot. So I thought, people don't want to see the Bot because, I mean, Abel Penner and also Ross Gilmore, he sent a donation for Sari. And she just adds a bit more, you know, a bit more fun factor into the videos. She's always goofing around in the background. It's pretty entertaining, or, you know, adds a bit of extra element into a pretty grim situation, you know, of the orphan and the grand struggling life. So instead of taking them on the shopping spree, I asked Bot what she needs, and she said she needed a speaker, a little speaker. She said that's you know, what she wanted, because I asked her if she needed a phone. She said no, because apparently they got that little touchscreen phone at home that Sari was listening to the music on. So she said, yeah, we've got the phone at home. Because I said, you know, it's a pretty shoddy phone that you use when you're out. And she said, oh yeah, when I'm out, I just use the bad phone. But they've got another one at home. I got her got to drive out to get this speaker on special. It's normally 1.3 million, but I got it for 1 million. Sony speaker. Actually got one for myself as well, because my speaker broke down. Everything is breaking down that I own right now. But yeah, it works all right. It's a little bit bass heavy, but some people like that. I mean, since I'm editing videos and stuff, I don't really need the bass. But it's okay. I like it because of the size. It's tiny. I don't know. I've got it here. So I'm gonna have a look at it. It's really sunny, man. Dude, I haven't seen this much sun since I don't know what, man. I don't know of any good jokes to insert there, but oh yeah, where am I looking, man? Yeah, the speaker. I'll show you guys the speaker. I guess it would have bass, seeing it says extra bass. I didn't even notice that. And usually that's just branding. Everything says extra bass, and then it's just really tinny crap. But yeah, dust and waterproof, long battery life, 16 hours. Strap, micro USB charging. I don't know if they've got a charger. But yeah, I got this for 1 million. Luckily, the first place I went to get it, the Teyobidong, which had it for one, it's always 1.29 million every other place I've seen it. They didn't have it, so by coincidence, when I was getting a replacement camera, yes, I bought another camera, the other one. I don't want to keep investing in fixing the other one, because I fixed it once already.
for over a million and it just broke down again with the same problem. So that when I fixed it that time, I said, you know, if it breaks down, I'm just going to wipe it and get a new camera. So yeah, I bought a new camera and I asked him, how much are these speakers? And he said, it's normally 1.3. We got it for 1 million right now. So I said, yeah, that will do. That will be our way. There's normally a toy store here, but it's closed. So anyway, I don't know. We'll buy something for Serene. I don't know if they read. Drop the bag. It's quite dangerous, actually. You know, when you're on bikes, and someone drops something, it's just like someone could come a proper right behind. So we have flowers. Flowers are hard to carry on this bike. Should we go get a duck? A pretty cool duck. Are they gonna eat it? I feel like getting a duck, man, just wearing up a tree. To eat. But I don't know if they'll actually eat it. Maybe I should just stick to the basics. Con Pikachu. À, cái con này nhiều nè chú. Ê, anh. Cái nó 55 ngàn. Cái con này nhiều. Doraemon and a carrot. I take off the prices. Yeah,
Yeah, we've got to support the local shops, man. But, the local shops. And, that is it. We'll get out of the sun. Vietnamese as spoken as how English is spoken by the nail salons in California. Probably accurate. Yeah, that really broken pidgin English. Think of mine as pidgin Vietnamese. Well, it probably doesn't even approach the level of pidgin Vietnamese. Probably more like sparrow Vietnamese. This place looks different in the day, man. I wouldn't recognize it. Oh, they sell a lot of goods and shit here. Good buy some jackfruit. Although, we'll be carrying a lot of stuff. Shit. How much this jackfruit is? Bán cho em cái mít nè. Ăn miếng này anh. À, này nhiều. Để cầm cho anh. Trứng vịt nhiều 3.000 cho em 10 quả. Thank you.
À, 15 cái là 45 nghìn. Đúng rồi. Là khỏi thôi. Cảm ơn chị. Ở đây chị cho cái bọc với cái chung máng nữa. Cháu gửi cũng được. Cháu gửi em mang. Thôi chị à. Alright, we got some eggs and jackfruit. But now I can't drive. All right, let's see. Damn, man, damn, we got a lot of stuff. I'm sure they'll appreciate it, and it's makes the arrival more fun than just coming empty-handed. Look how much stuff I got. There's a lot of businesses around here, which normally I'm just up here very late. You see it? I don't know if this is the street. This is it. Chú đang ở nhà nè. Có cái hẻm đó không? Hẻm có mấy con chó đúng không? Không. Không biết là đúng hẻm không? Hẻm 154. Nè bo đám dùng được này cho Siri nữa. Nè bo trứng hết trứng gà rồi còn trứng vịt rồi. Dạ vô nhà chơi. Dogs, man. Gotta get rid of these mismatched gloves. Oh, it's an eyesore for you guys. Vậy chú mua cái lò cho bò nè. Lò gì vậy bò? Lò bữa nay luôn cái lò. Giờ chú ở bò tắt cái tivi được không? Để cho cái âm thanh nó bò quạt lên. Thì chú Able Panda muốn mua quà cho mấy đứa mà không có dẫn đi mua được thì chú mua luôn á để cho nó tiện. Bữa nhớ Siri thích thích con Pikachu. Cảm ơn chú Tùng đi. Con này khá chục nè.
À, cũng sáng giờ mệt quá chứ còn nằm mới ngồi dậy á. À, nghe bo nói là bệnh á. Ừ, nó ngăn nó mệt. À. Lớn tuổi rồi ăn đâu có dám ăn nhiều đâu, có tích tích thôi. Thì chắc chờ xíu nha, con móc ra cái máy để quay á. Thì cái máy kia bị hư á, phải mua cái máy này. Cái máy của con B Hà Nội. Chắc cũng vài tuần á. Cũng không chưa cũng đang bố trí. Không có người quen hả hay là công chuyện? À công chuyện à. Thì cũng để do là để thích lên đấy à, thấy quay ở trên đó thích lên miền Bắc à. Nè bo nhét cái bao sạch cho chồng cho nội đi. Cho cái đó thì dễ thương quá nội. Cảm ơn chưa, cảm ơn chú Tùng chưa. Chú Abu Pena từ Thái Lan. Cảm ơn chú gì đó, chú Tùng nói kìa. Cảm ơn. Chờ xuống chưa quay. Bữa nay chú chụp mừng cứ. Ờ, thế mua máy mới. Máy kia bị hư á. Cái đồ chơi là do chú ấy.